Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Một trong những con giáp may mắn trong tháng 5 âm lịch này không ai khác chính là quý vị gia chủ tuổi Mùi. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không thể nào tưởng tượng nổi. Và trong tháng 5 âm lịch, công việc của những người tuổi Mùi rất chi là cảm thấy thoải mái và có rất nhiều những thành tựu lớn trong tháng 5 này. Do được quý nhân tương trợ giúp đỡ, công việc vẫn tiến triển tốt, là vì tuổi Mùi làm việc họ rất có lý trí và quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra được những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian mà không phải để ai phàn nàn về bất cứ điều gì. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi vận trình của quý vị tuổi Mùi trong tháng 5 âm lịch để có thể nắm rõ hơn quý vị nhé. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Mùi trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này được cục diện nhị hợp trợ lực nên công việc làm ăn kinh doanh của các quý vị gia chủ tuổi Mùi có sự mở mang và khởi sắc hơn so với năm 2021. Ra ngoài gặp được quý nhân trợ giúp nên mọi việc khó khăn đều được giải quyết. Đối với quý vị gia chủ tuổi Mùi làm kinh doanh, tháng này sẽ có sự hợp tác mới hoặc sự hợp tác với đối tác mới. Tuy trước mắt có thể chưa đạt được kết quả khả quan, nhưng về lâu dài sẽ là tiền đề cho sự phát triển sau này. Phong thủy lộc tài nhắc quý vị gia chủ tuổi Mùi hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt tháng này là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân. Gia chủ chớ vội đắc ý mà lơ là kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này tuy công việc có hanh thông thuận lợi nhưng thu nhập lại không được như mong muốn. Những người làm ăn phải vô cùng vất vả mới đưa được kinh doanh đi đúng hướng quỹ đạo. Phần lớn thành công liên quan đến phương diện tài chính đều là do bản thân tự tích tiểu thành đại. Tháng này, nếu có ý định đầu tư, quý bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ lẻ. Những mối làm ăn nhỏ sẽ mang lại nhiều tài lộc hơn cho bản mệnh trong năm Nhâm Dần. Đối với người làm công ăn lương thì phương diện tài chính chỉ dừng lại ở mức đủ chi tiêu. Tuy nhiên nếu quý bạn chịu khó tìm thêm cho mình các công việc tay trái thì thu nhập vẫn có khả năng tăng lên một cách đáng kể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi sức khỏe của những người tuổi Mùi tháng này không có gì quá đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên có bệnh, ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không nguy hại. Dưới tác động của hung tinh, gia chủ cần phải cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó cần chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa huyết quang về đường sông nước trong khoảng thời gian cuối tháng. Gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể hỗ trợ cho quý vị gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo cho quý vị gia chủ tuổi Mùi có gặp đôi chút bất lợi, thấy rõ nhất chính là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Đôi lứa mới chớm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định tránh mập mờ mà tình cảm phai nhạt hoặc có người khác có cơ hội xen ngang gây những điều phiền toái. Năm nay nữ mạng đào hoa vượng hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ xã giao chủ động hoặc thụ động qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp.
Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng, để lỡ mất cơ hội tốt. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 5 âm lịch năm 2022, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Vận trình của những người tuổi Mùi sinh năm 1967 phủ một màu ảm đạm trong tháng này. Đặc biệt là trên phương diện tài lộc, nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc dễ bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn. Vì vậy, làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời suối bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Chính vì thế, ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Mùi sinh năm 1979 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm sai lầm nghiêm trọng, bạn luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng phải dễ chịu thử thách trong thời gian này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải có nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn được tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được một nửa phù hợp với mình. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu liên quan đến mối quan hệ vợ chồng. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Trong tháng 5 âm lịch, người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chủ động ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải đấu tranh nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Về tình cảm, vì đang trong độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Mùi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 5 năm 2022, tức ngày 5 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 5 năm 2022, tức ngày 17 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với những người tuổi Mùi trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 5 năm 2022, tức ngày 10 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 5 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay những công việc quan trọng sẽ đều có được kết quả tốt đẹp, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 5 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.